Thưa quý vị và các bạn, Bộ Ngoại giao Việt Nam vào ngày 8 tháng 4 không nêu thêm thông tin nào về cuộc diễn tập của tàu Quang Trung ở quần đảo Trường Sa, nhưng khẳng định rằng quân đội Việt Nam diễn tập nhằm nâng cao năng lực bảo vệ độc lập cũng như là chủ quyền. Về vấn đề Biển Đông thì tôi có thể nhấn mạnh là hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Biển Đông là nguyện vọng và mục tiêu chung của các nước ở Biển Đông, của các nước trong khu vực và của toàn cộng đồng quốc tế. Việc tôn trọng trật tự pháp lý trên biển và thực thi đầy đủ, thiện chí, trách nhiệm Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982 có ý nghĩa quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu nói trên. Việt Nam kêu gọi các nước đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác tại Biển Đông, thiện chí thực hiện luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, nghiêm chỉnh tuân thủ tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, đặc biệt là nghĩa vụ kiềm chế, không làm phức tạp tình hình, tạo môi trường thuận lợi cho tiến trình đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC hiệu lực, hiệu quả, đóng góp vào việc tạo dựng lòng tin, gìn giữ hòa bình, ổn định, thúc đẩy trật tự quốc tế trên biển và an ninh, an toàn, tự do hàng hải ở khu vực Biển Đông. Ngày 6 tháng 4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết Manila có động cơ và ý đồ mang tính thù địch khi gọi các tàu Trung Quốc là lực lượng dân quân biển, nhắc lại rằng ngư dân Trung Quốc được hưởng quyền đánh bắt cá và tìm nơi trú ẩn trong khu vực từ hàng nghìn năm. Bộ Ngoại giao Philippines trong một tuyên bố ngày 5 tháng 4 cho biết Manila sẽ phản đối hàng ngày cho đến khi Bắc Kinh rút hết các tàu khỏi khu vực. Philippines cũng đề cập đến phán quyết của Tòa Thường trực PCA năm 2016 khi bác toàn bộ yêu sách phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông. Thế nhưng, ông Triệu Lập Kiên lại lớn tiếng cho rằng phán quyết của Tòa PCA bất hợp pháp và không có hiệu lực. Trung Quốc có lịch sử đánh bắt hàng nghìn năm, Bắc Kinh kêu gọi Manila ngừng cường điệu và ngừng gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình Biển Đông. Cũng vào ngày 6 tháng 4, người phát ngôn của Tổng thống Philippines cho biết ông Rodrigo Duterte cam kết giải quyết xung đột ngoại giao với Trung Quốc liên quan đến việc tàu Trung Quốc hiện diện ồ ạt gần đá Bà Đầu ở Biển Đông trong thời gian qua. Nhiều tàu Trung Quốc neo đậu gần đảo Sinh Tồn Đông từ ngày 7 tháng 3, bật đèn suốt đêm mà không đánh bắt. Ngày 31 tháng 3, Philippines cho biết khoảng 220 tàu đã tỏa đi các bãi đá ngầm và đảo khác trong khu vực. Lập trường của Việt Nam về hành động của nước ngoài tại Biển Đông, quanh quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được nhiều lần thể hiện rõ ràng, nhấn mạnh các hành vi không có sự cho phép của Việt Nam là phi pháp, đi ngược lại luật pháp quốc tế. Giới chức Philippines ngày 29 tháng 2 đã phát hiện 3 tàu tên lửa Tuyếp 022 cùng một tàu tiếp liệu neo đậu tại âu tàu bên trong đảo nhân tạo Trung Quốc, bồi đắp phi pháp tại đá Vành Khăn, theo một báo cáo của chính phủ Philippines. Đây được coi là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang tiếp tục mở rộng quân sự hóa đảo nhân tạo trái phép ở đá Vành Khăn, biến đây thành một căn cứ quân sự để phục vụ tham vọng độc chiếm Biển Đông bằng yêu sách chủ quyền phi lý. Các tàu Tuyếp 022 được trang bị hệ thống tên lửa có khả năng đạt tốc độ tối đa 38 hải lý trên một giờ và được coi là tàu tấn công mang tên lửa tàng hình thế hệ mới của Hải quân Trung Quốc. Philippines hiện chưa thể xác định liệu đây có phải là lần đầu tiên Tuyếp 022 hiện diện tại đá Vành Khăn hay đội tàu chiến này đã ở đó bao lâu. Truyền thông Trung Quốc đưa tin Tuyếp 022 từng tham gia diễn tập hàng hải ở Biển Đông vào năm 2020. Chuyên gia cho rằng sự hiện diện của các tàu Tuyếp 022 đã tăng khả năng phòng thủ và tấn công của Hải quân Trung Quốc có thể đe dọa các tàu đi qua Trường Sa. Đá Vành Khăn nằm trong số 7 thực thể thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp và bồi đắp trái phép thành đảo nhân tạo. Trung Quốc đã ngang nhiên xây dựng đường băng, bến cảng và triển khai trạm radar tại đây. Khi trả lời câu hỏi về thông tin nhiều tàu Trung Quốc neo đậu tại bãi đá ngầm trên Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền Việt Nam, đồng thời yêu cầu Trung Quốc chấm dứt việc vi phạm này. Cần phải nhắc lại là Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Là quốc gia ven biển và là thành viên của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, Việt Nam được hưởng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tái phán đối với các vùng biển của mình được xác lập bởi Công ước. Hoạt động của các tàu Trung Quốc trong phạm vi lãnh hải của Sinh Tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm quy định của Công ước về hoạt động của tàu thuyền nước ngoài trong lãnh hải quốc gia ven biển, đi ngược lại tinh thần và nội dung tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC
làm phức tạp tình hình, không có lợi cho tiến trình đàm phán bộ quy tắc ứng xử giữa ASEAN và Trung Quốc ở Biển Đông COC. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt vi phạm, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, thiện chí thực hiện công ước, nghiêm chỉnh tuân thủ DOC, đặc biệt là nghĩa vụ kiềm chế, không làm phức tạp tình hình, tạo môi trường thuận lợi cho tiến trình đàm phán COC, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và trật tự pháp lý trên biển tại khu vực. Liên quan tới việc có hay không sự xuất hiện tàu hải cảnh Việt Nam tại đảo Ba Đầu, người phát ngôn cho hay các lực lượng chấp pháp trên biển của Việt Nam đang thực hiện nghĩa vụ được quy định trong các luật của Việt Nam và luật pháp quốc tế như UNCLOS. Về câu hỏi của bạn liên quan đến việc xuất hiện có hay không việc xuất hiện tàu hải cảnh của Việt Nam ở khu vực bãi Ba Đầu thì tôi có thể nói là các lực lượng chấp pháp của Việt Nam thì thực hiện các cái nghĩa vụ, các cái nhiệm vụ như là được quy định trong các cái luật liên quan của Việt Nam cũng như là tuân thủ nghiêm túc các cái quy định liên quan của luật pháp quốc tế, trong đó trước hết là UNCLOS 1982. Tuyên bố được đưa ra sau khi cảnh sát biển Philippines cho biết khoảng 220 tàu do dân quân biển Trung Quốc điều khiển neo đậu gần đảo Sinh Tồn Đông từ ngày 7 tháng 3 và bật đèn suốt đêm mà không đánh bắt dù thời tiết thuận lợi. Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines ngày 22 tháng 3 xác nhận các tàu này vẫn hiện diện tại khu vực và họ đang tiếp tục kiểm đếm số tàu Trung Quốc. Các đội tàu của dân quân biển Trung Quốc từ lâu đã bị nghi ngờ là một công cụ để Bắc Kinh thực hiện yêu sách chủ quyền phi lý trên Biển Đông. Những đội tàu đông đảo này thường xuyên xuất hiện ở khu vực Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, gây áp lực với các quốc gia trong khu vực. Sau khi gửi công hàm phản đối, ngày 23 tháng 3, Bộ Ngoại giao Philippines đã tiếp tục lên tiếng yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ hơn 200 tàu dân quân biển khỏi vùng đặc quyền kinh tế của nước này tại khu vực đá Ba Đầu. Trong khi đó, Bắc Kinh vẫn cho rằng hoạt động của các tàu Trung Quốc là hoàn toàn bình thường. Tuyên bố ngày 23 tháng 3 của Bộ Ngoại giao Philippines cho rằng sự hiện diện và hoạt động của hàng trăm tàu Trung Quốc tại gần khu vực đá Ba Đầu, hay còn gọi là bãi san hô Nong Wisan, đã vi phạm trắng trợn chủ quyền và quyền tài phán của Philippines. Bộ Ngoại giao Philippines yêu cầu Trung Quốc nhanh chóng rút các tàu cá và tàu hàng hải của họ, đồng thời ngừng các hoạt động hủy hoại môi trường. Theo Bộ Ngoại giao Philippines, các hành vi xâm phạm liên tục của Trung Quốc, bất chấp sự phản đối kiên quyết của chính phủ Cộng hòa Philippines, là trái với luật pháp quốc tế và tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông giữa ASEAN, Trung Quốc. Trước phản đối ngoại giao của Philippines, Trung Quốc đã biện minh do thời tiết xấu nên một số tàu cá Trung Quốc trú ẩn ở khu vực mà Philippines phát hiện và cho rằng đây là điều bình thường và hy vọng tất cả các bên xem xét một cách sáng suốt. Đại sứ quán Mỹ tại Manila cho biết, Mỹ đứng về phía Philippines, đồng minh hiệp ước lâu đời nhất của nước này ở châu Á, trong việc phản đối sự hiện diện của các tàu Trung Quốc. Theo Đại sứ quán Mỹ ở Manila, sự hiện diện của Trung Quốc tại Biển Đông nhằm đe dọa và khiêu khích các nước khác trong khu vực. Trước đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã báo cáo về sự tập trung bất thường của nhiều tàu Trung Quốc tại một rặng san hô trên Biển Đông. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của VTC Now. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.